Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng đường Cường Để năm xưa, bây giờ là Tôn Đức Thắng. Trước mặt chúng ta có những cái tàu, nhà hàng tàu, nhà hàng trên sông. Đây có tàu Elisa, tàu nổi tiếng ở đây nè, và những con tàu khác. Hồi xưa có rất là nhiều tàu, tàu Bến Nghé rồi đó, rất là nhiều. Ở khu vực này những cái nhà hàng ăn uống trên sông rất là nhiều luôn. Hôm nay em dẫn bà con mình cùng đi vô cái nhà hàng ở khách sạn ở ngoài Nguyễn Huệ, ở ngoài Tôn Đức Thắng này á, khách sạn Greenlight Sensi, khách sạn 5 sao. Ở đây chúng ta đang có mặt đây là ngay chỗ khách sạn Majestic. Mình đi lại tí nữa thì sẽ đến khách sạn Greenlight Sensi để chúng ta ăn buffet nha. Còn cái giá vé thì để hồi nữa em vô coi nị đặt bao nhiêu đó. Tại cái này cái nị nị lo mấy vụ này, em chỉ đi ăn và quay phim thôi. Rồi chúng ta đi bộ lại đằng kia một tí ha. Hôm nay có sự tham gia của nị và bạn đồng nhỏ, nhưng mà nị và bạn đồng nhỏ thì ở trong đó rồi, em đi gửi xe. Cái khách sạn đó nằm ngay chỗ tượng đài ông Trần Hưng Đạo á. Rồi em mời bà con mình cùng đi nha. Dọc theo đường Tôn Đức Thắng này chúng ta có rất là nhiều quán cà phê rất là đẹp. Bên trong quán cà phê nè, ở đây cà phê Roman. Kế bên cái tòa nhà ngân hàng. Rồi chúng ta đi lại chút xíu nữa sẽ tới khách sạn Rinai Sensi. Rồi chúng ta đến cái vòng xoay tượng đài ông Trần Hưng Đạo. Và nhìn bên kia là ga tàu thủy Bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta nhìn bên tay trái đây, chúng ta có cái nhà hàng 5 sao Rinai Sensi. Rồi chúng ta đi vô nha, xem trong đây có món gì để chia sẻ bà con quán mình xem chơi cho vui nha. Có dịp thì chúng ta đến đây thưởng thức. Rinai Sensi Riverside Hotel Sài Gòn đó. Rồi đây là sảnh của khách sạn đây. Còn nhà hàng thì bên kia ha, chỗ này đi bên trái nè, từ cánh trái. Cánh phải chúng ta thấy có cái quầy bar rất là đẹp luôn. Ăn không giới hạn. Rồi cuối tuần thấy là 1.380.000 cộng trên một người ha. Rồi chúng ta đi vào nhé. Đây không gian bên trong nhà hàng kitchen. Rồi bây giờ chúng ta xem coi ở đây có gì ăn nha. Đây khu vực hải sản nè, có cua ghẹ, đây là hào, con hào rất là nhiều, đầy đồ chua, đây, cá hồi, mực, sushi. Rồi thịt ba chỉ, thịt nguội, có thịt phun khói nữa. Rất là nhiều món luôn, nhiều với cái giá 1.380.000 quá. Đây là lẩu hủ tiếu. Hôm nay là con cá gì vậy? Ừ. 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 Ở
để tên thì không biết cái gì. Sivat. Rồi cảm ơn. Cấp ở đâu ta? À đây bạn Nị đi rồi. Lấy súp hả? À qua đây là. Qua đây là trái cây nè. Mình lựa đồ xong cái mình đi về bàn. Về bàn để mình ăn. Qua đây có rượu. Hình như trong này là có tôm hùm nữa. Đây quầy chè. Và có những cái bàn đó để mình đem đồ ăn lại mình ăn đó. Trong đây thì nhỏ thôi chứ không có lớn lắm. Wow, cái quầy hấp dẫn nè. GC gồm có con cá. Chào bác chưa? Chào rồi. Dẫn nó đi coi nó chậm. Nó không ăn đâu tại số cô la nhà nhiều lắm rồi. Để nó đi. Hỏi đi vòng. Nãy nó điện thoại nó mừng lắm. Lại qua không có đem điện thoại về. Là không có điện thoại nó bệnh đó. Ủa tôm hùm này là làm món gì ạ? Món phô mai, lộn nước phô mai. Phô mai. Là mình phải kêu đúng không ta? Nói đó. Nay đi chung với hai bà chị. Đây là hàu. Này nay có hàu hay là nướng không ạ? Hàu nướng. Nhìn hấp dẫn ha, nhìn con hàu nó sạch. Rồi, chúng ta thưởng thức con hàu nha. Mời anh chị dùng bữa nha. Là cái nước hàu ngọt lắm. Quá ngọt luôn. Con hàu này khác con hàu ở ngoài. Cái vỏ nó khác. Ngoài con hàu cái vỏ nó dẹp. Con hàu này đó. Đây mình thử miếng tôm hùm nướng phô mai. Uống gì ạ? Sốp à? Là như là một vé giờ là 1.3 mấy đúng không? 1.380 á. Nhưng mà 1.380 do đang tôm hùm không cũng đủ rồi. Ba con tôm hùm không? Đủ no, không cần ăn nhiều. Đây là bò bít tết. Chúng ta ăn thử bò nha. Mời bà con nha. Bò mềm. Trời ơi, hôm qua nó đi điện thoại ở công ty phần nó có công ty chứ lấy đó. Bụng luôn. Thank you.
Đâu đồng lửa món gì đây? À, bây giờ chúng ta đi vào bếp lại nha. Ủa con gì vậy? Mày con gì? Nghe bánh mì đi. Hả? Đậu cỏ à? Hay hủ tiếu đi. À, trong con cá này có cái cục nóng nè. Đây là cà là cái gà hả? Lấy nó hủ tiếu với kẹo nữa. Kẹo đâu? Lấy hủ tiếu đi, mình lấy. À, mình lấy kẹo nữa hả? Thôi lấy rau câu đi. Ăn kẹo màu đỏ đi. Màu đỏ hả? Không ăn rau câu được hả? Dạ. Ai cô. Rồi lấy kẹo 1-2 viên thôi. Này để múc cho. Mau gì? Đó. À, 1 rau câu thôi. Rồi. Cái gì nữa? Cảm ơn chú bảo vệ. Hả? Cảm ơn chú bảo vệ. À, giờ ba thành chú bảo vệ ha. À, chúng ta thấy trong đây ăn cũng được, không có đông lắm, vừa phải, đồ ăn cũng phong phú, hải sản cũng đa dạng, mình có thể đặt bàn trước luôn nữa nè. À. Đi lên mấy con hào á, trong đây không gian rất là lịch sự. Thì vì khách sạn 5 sao mà cái phong cách người ta nó sẽ khác, rất thích hợp cho các anh chị các bạn ở nước ngoài đi về Sài Gòn mình có thể ghé đây và thưởng thức. Ăn xong cái mình đi dạo một vòng ngoài bến Bạch Đằng nó bên kia kìa. Bạn nào vô đây thích lắm, tại vì không gian yên tĩnh rồi. À, mở điện thoại coi thoải mái. Bây giờ Sài Gòn là 7 giờ tối. Và trong đây cũng có rất là nhiều người nước ngoài ở đây nè. Rồi bây giờ bạn Đồng ăn hủ tiếu. Lấy cái chén nhỏ để xa ra, ngồi xa ra. À, còn đây là cái tô rau cải với cá hồi. Mang sáng gì đâu. Này là do người ta làm lộn với bạn Đồng nè, rồi em thầu luôn. À, không được lãng phí. Chứ thực ra thì vô đây ăn mình ăn hải sản trước ha, hải sản trước rồi xong mới tới rau cải rồi thịt. Rồi bây giờ chúng ta ăn cái dĩa này nữa rồi mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những cái video tiếp theo nha. Rồi một số hình ảnh ở cái buffet ở nhà hàng Kitchen gửi các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đồng máy bay Đồng. Hả? Miễn cưỡng mà.